Sáng ngày 21 tháng 11, Thành ủy Hà Nội phối hợp với tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 đến 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội là lập quy hoạch cấp tỉnh, nhưng không phải chỉ là quy hoạch cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh, mà là quy hoạch phát triển thủ đô cho cả nước. Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Hà Minh Hải khẳng định, thành phố Hà Nội tổ chức lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ là gồm hệ thống đường vành đai, đường sắt đô thị, các đường trục cao tốc, đồng thời nghiên cứu hình thành hai thành phố trực thuộc thủ đô, tạo nên hình ảnh thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu với những đặc trưng về kinh tế xã hội phát triển, đặc sắc, có bản sắc riêng, môi trường xanh, trong lành, người dân được thụ hưởng cuộc sống có chất lượng ngày càng tốt. Các nội dung phương án quy hoạch thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển, đó là văn hóa con người và di sản nghìn năm văn hiến, đó là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đó là hạ tầng kết nối đồng bộ và hiện đại, đó là xã hội số, đô thị thông minh, và đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại hội thảo này, ban tổ chức đã nhận được hơn 60 tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bộ, ban, ngành trung ương, các sở, ban, ngành Hà Nội. Các tham luận tập trung hai nhóm vấn đề lớn như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành và quận huyện thành phố Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thế thì bây giờ là chính là cơ hội để thể hiện được thủ đô, thì tôi có đọc được thủ đô cũ và tôi có xem qua thủ đô ở dự thảo. Thế tôi thấy là nếu chúng ta không đổi mới tư duy, chúng ta vẫn làm được như vậy, làm thế nào? Thì rõ ràng là Chủ tịch Quốc hội vừa rồi đã nói một ý rất là rõ, luật thủ đô chính là luật phân cấp phân quyền thủ đô. Bản chất là nói như vậy, phân quyền thì có hai thứ, một là phân quyền lực của chính quyền thủ đô là gì, và cái thứ hai tiền của thủ đô là gì. Hai cái đó phải đi với nhau. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, các ý kiến giá trị tại hội thảo cũng đã tập trung thảo luận một nội dung trọng yếu như: thể chế để phát triển thủ đô theo hướng thông minh và bản sắc, tầm nhìn đến năm 2050, cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù bảo đảm lợi thế so sánh và ưu thế cạnh tranh cho phát triển thủ đô, cách tiếp cận đa chiều đối với lập quy hoạch thủ đô, quản lý quy hoạch để phát triển không gian thủ đô, phát huy vai trò của các nguồn vốn tài chính, đất đai trong xây dựng và phát triển thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nhấn mạnh, Hà Nội xác định phải vươn ra thế giới. Tư tưởng này được thành phố xác định xuyên suốt. Thành phố mong muốn các nhà khoa học hàng đầu cả nước sẽ tiếp tục tham gia đóng góp để Hà Nội có bản quy hoạch xứng tầm, cập nhật xu thế phát triển của thời đại, đảm bảo tính khả thi. Và đến năm 2045 phải là một thành phố kết nối toàn cầu. Và ý như là anh Thiên nói, tức là phải có cái đua tranh, cạnh tranh với cả thế giới. Thì ngay Hà Nội cũng xác định và Bộ Chính trị cũng yêu cầu là Hà Nội không cạnh tranh trong nước, không cạnh tranh với Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác, mà phải vươn ra bên ngoài cạnh tranh với thế giới. Thì cái tư tưởng này cũng đã được chúng tôi quán xuyến và xuyên suốt, cũng báo cáo với các nhà khoa học là để chuẩn bị cho cái bản quy hoạch này thì thành phố cũng đã lập ban chỉ đạo và đã tiến hành nhiều hội thảo ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều cuộc tư vấn của chuyên gia ở mọi góc độ khác nhau. Các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, ban tổ chức sẽ hoàn thiện nội dung. Đây sẽ là tài liệu quan trọng đối với công tác lập quy hoạch thủ đô mà thành phố đang triển khai thực hiện, cũng như việc xây dựng và phát triển thủ đô trong tương lai.